Huấn luyện viên Park bàng hoàng nhìn Hùng Dũng gãy chân. Ông Park Hang-seo đi thẳng từ khán đài xuống sân, trực tiếp chỉ đạo quá trình sơ cứu chấn thương kinh hoàng của Đỗ Hùng Dũng tại vòng 5 V-League tối 23:3. Phút 27 trận câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội, Nô Hoàng Thịnh có pha vào bóng khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam đau đớn gục xuống. Đỗ Văn Thuận, ngoài cùng phải, ôm đầu bàng hoàng. Văn Thuận và Hùng Dũng là những người bạn thân thiết ở lò trẻ của câu lạc bộ Hà Nội buổi đầu sự nghiệp. Đỗ Duy Mạnh, trái, và cầu thủ Hà Nội vội vàng gọi cứu thương vào sân. Một năm trước, cũng tại sân Thống Nhất, Duy Mạnh dính một chấn thương nặng khiến anh nghỉ thi đấu gần nửa năm. Hùng Dũng ôm mặt đau đớn. Trên khán đài, dàn quan chức, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội lặng người. Họ đang đối diện với chấn thương khủng khiếp bậc nhất câu lạc bộ trong vài năm qua. Huấn luyện viên Park Hang sẽ không thể bình tĩnh được. Ông đi thẳng từ hàng ghế VIP xuống xem xét tình trạng của Hùng Dũng, chỉ đạo trực tiếp quá trình sơ cứu. Ông đưa tay động viên Hùng Dũng. Nếu không có điều kỳ diệu, quả bóng vàng Việt Nam 2019 chắc chắn vắng mặt ở vòng loại World Cup vào tháng 6. Cận cảnh chấn thương của Hùng Dũng. Xe cứu thương đưa Hùng Dũng vào thẳng bệnh viện Trưng Vương. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ cập nhật chấn thương của Hùng Dũng sớm nhất có thể. Duy Mạnh ghi bàn sau đó ít phút. Anh không ăn mừng, chắp tay cầu nguyện cho người đàn anh. Giấc mơ của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có thể sụp đổ vì chấn thương này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.